đó là băng nhạc Tuệ Đăng. Xin quý vị cho băng nhạc Tuệ Đăng một tràng pháo tay. Hôm nay quốc sĩ nó hơi ngược nha. Ca sĩ hát hay hay không là nhờ tiếng pháo tay rộn ràng của quý vị dưới kia kìa, chứ không phải nhờ băng nhạc Tuệ Đăng đâu. Mà đúng, nếu mà không có sự hiện diện của quý vị rất đông đủ ngày hôm nay thì băng nhạc Tuệ Đăng hát cho ai nghe quý vị? Đúng. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Kính thưa quý vị, quý vị nhìn vườn cherry đó là 19 mẫu đất. Phải nói rằng là hơn 19 mẫu đất. Quý vị đừng có nghĩ rằng là 19 mẫu đất là chùa giàu có. Bây giờ chùa đang nợ gần 400 ngàn. Một vị ân nhân đó là ở Sacramento cho chùa mượn không có lời. Thì đó, do đó ban tổ chức văn nghệ của chúng tôi yêu cầu quý vị thương chùa, thương thầy, thương quý vị, thương ban nhạc Tuệ Đăng và thương ngay cả quốc sử và thương ngay cả từ bản thân quý vị. Xin quý vị giăng tay lên mua một tấm vé 10 đô và có ban tổ chức sẽ đến vòng vòng và đưa vé tận tay cho quý vị. Cô Sử nói đúng á, chính Quảng Hoa mà nếu mà khả năng Quảng Hoa mà kham được, Quảng Hoa sẽ mua hết toàn bộ vé số mà chùa phát hành. Quý vị biết không, mỗi chúng ta là một đôi bàn tay màu nhiệm. Một đôi bàn tay màu nhiệm góp lại muôn vạn muôn ngàn đôi bàn tay màu nhiệm đó, chúng ta sẽ làm nên đại sự. Và đặc biệt là Phật sự của chùa Khánh An rất cần sự ủng hộ của quý vị. Ban tổ chức đang có những chiếc tấm vé số đang đi vòng chung quanh phía khán giả phía trước. Xin quý vị hoan hỷ phát tâm ủng hộ thật nhiệt tình để ủng hộ hộ trì Tam Bảo và giúp vào quỹ xây dựng chùa Khánh An. Mẫu đất ở đây rất là rộng, rất là bao la, và chúng ta có thể làm được rất là nhiều điều rất là lợi ích cho hàng Phật tử của chúng ta. Chùa sẽ xây thành một tu viện rất là khang trang để hàng Phật tử chúng ta có nơi để mà về tu tập, để và tham dự những khóa tu, chúng ta về nương tựa Tam Bảo để chúng ta tìm hiểu bước theo chân của Ngài và quý chư Tăng để học hỏi và tiếp tục trên con đường đạo Pháp của quý Thầy, quý Sư Cô. Một lần nữa trân trọng cảm tạ tất cả những tấm lòng từ tâm của quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, quốc sử nhìn thấy anh Chánh đang cầm một xấp vé, được khoảng 100-200 vé nữa thôi. Quý vị cố gắng, quý vị nào đã mua 1-2 vé rồi, thêm một vé nữa không sao hết. Tại vì đó là cái cơ hội để quý vị trúng một chiếc xe Toyota trên trị giá trên 20 ngàn. Và quốc sử xin thông báo cho quý vị là chiếc xe Toyota là từ thành phố Roseville City. Hãng Toyota đã cúng dường cho đại lễ Phật đản 10 ngàn. Xin quý vị một tràng pháo tay cho hãng xe Toyota. Xin quý vị cảm ơn. Xin quý vị, mỗi lần mà chúng tôi nhắc đến tên bất cứ một người bảo trợ viên nào, xin quý vị hãy ủng hộ thật nhiệt tình bằng những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt, thật lâu dài, thật lớn nghe quý vị. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho hãng xe Toyota. Chân thành cảm tạ quý vị. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm rất là êm dịu. Nhạc phẩm này ngợi ca những đức tính của người con gái Việt Nam, dịu dàng, nết na thùy mị. Kính thưa quý vị, không phải người con gái Việt Nam có bốn đức tính là công dung ngôn hạnh, nhưng mà bên cạnh đó, cái vấn đề tâm linh cũng rất quan trọng đối với người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt trong nhạc phẩm kế tiếp, xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác của sư ông Tịnh Từ của tu viện Kim Sơn, Nụ Thương, nói đến những đức tính rất là đặc biệt, mà đức tính đặc biệt nhất là sớm tối tinh chuyên để mà tu tập, lắng theo lời kinh tiếng kệ và về chùa tu viện để nương tựa Tam Bảo. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nụ Thương qua tiếng hát của ca sĩ Phật tử Phương Trang. Thank you.
nụ